Morning các anh chị, good morning, good afternoon, good evening các anh chị nha. Thư tên là Thư Nguyễn và hiện tại Thư đang sống ở California, USA. Lý do mà Thư chào tất cả các anh chị là bởi vì Thư biết là một cái livestream này, cái video này sẽ được đón nhận từ rất nhiều anh chị 174 quốc gia trên thế giới sẽ đón nhận và coi cái video này. Hôm nay Thư có một cái người khách guest speaker, một cái vị khách rất là đặc biệt đến từ Canada. Thư muốn hân hạnh được giới thiệu với các anh chị, đó là anh Tâm. Thì mời anh Tâm chia sẻ một chút xíu về anh cũng như là công việc của anh đang làm là gì vậy anh? Cảm ơn Thư. Xin chào tất cả mọi người trên trên mạng ha. Thì nói ngắn gọn thôi chứ các anh, các chú, các bác, các chị, các em đều luôn ha. Thì Tâm ở Toronto, thì Tâm làm, Tâm có 23 năm kinh nghiệm làm cho Sở Y tế thành phố. Về cái giáo dục sức khỏe cộng đồng. Và thì năm vừa rồi Tâm cũng vừa mới quit, bây giờ làm càng dành thêm. Thì cái background của Tâm là health science, thì sư Tâm học là health science, nên Tâm cũng rất là thích nghiên cứu sâu về vấn đề nước càng dành, nhất là cái công nghệ điện giải. Cho nên hôm nay Tâm rất hân hạnh được Thư mời Tâm đến đây để mà chia sẻ những gì Tâm đã tìm hiểu và học hỏi. Thì không biết là Tâm có thể đáp ứng được cái những cái thắc mắc của quý anh chị ở trên trên mạng hay không, nhưng mà Tâm sẽ vẫn cố gắng ha. Wow, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Hiện tại là anh còn làm cái nghề gì khác hay không, hay là anh làm? Dạ, thì hiện giờ Tâm cũng còn làm cho có cái job full time nữa, xong Tâm làm nhiều. Cái job full time Tâm bây giờ là Tâm là IT, Tâm làm trong IT và trong phòng phòng lab của nhà nước. Thì thật ra cái bệnh COVID này ai cũng nghỉ bệnh, mà Tâm là làm còn double nữa, cho nên tại vì cái thử nghiệm COVID đó, cho nên nó cũng bận và cũng ráng lên đây để mà chia sẻ với mọi người chút xíu. Có nghĩa là khi mà nói về cái vấn đề mà làm trong phòng thí nghiệm mà thử nghiệm cái con COVID, anh càng có nghĩa là ở ngoài kia cái nhu cầu mà thử nghiệm cái con bệnh này càng nhiều, và cái điều càng đó phải là một cái dấu hiệu tốt phải không anh? Cảm ơn chị, anh chia sẻ rất là nhiều. Thì cái background, cái nền tảng của anh là về cái ngành của anh là về y khoa, có y khoa trong đó đúng không anh? Đúng. Biết là rất là nhiều các anh chị làm nghề y khoa, khi mà nói về vấn đề sức khỏe, về cái gì mà về sức khỏe thì các anh chị sẽ tìm hiểu rất là kỹ. Thì tôi không biết là cơ duyên nào mà đưa anh tới cái nguồn nước khen gần này, cũng như là bao lâu để mà anh suy nghĩ mà có thể chấp nhận cái nguồn nước khen gần này phục vụ cho gia đình của anh vậy anh? Wow, câu hỏi khó à nha. thì thật ra Tâm làm đây cũng 2 năm rồi. Thì lúc mà mới bắt đầu chia sẻ đó, thì Thư biết Annie là người chia sẻ cho Tâm. Thì lúc đầu Tâm cũng rất là mơ hồ, không biết nước gì mà trị bá bệnh rồi này kia nọ. Cho nên rồi Tâm cũng bay qua Cali để mà ráng tìm hiểu. Thì qua Cali Tâm... Hả? Cho Thư xin phép, anh bay từ Canada bay qua tới Cali để chỉ tìm hiểu về cái nguồn nước khen gần thôi. Đúng. Thì Tâm có anh Vũ, Tâm có tiếp tiện với anh Đăng và anh Jonathan nữa đó, rồi cũng chia sẻ, nhưng mà Tâm cũng thấy cũng chưa có thuyết phục đó, tại vì đối với Tâm là phải nhìn sâu hiểu rộng rồi Tâm mới dám chia sẻ, Tâm mới dám nói. Còn nói cái sách mách có chứng, nhiều khi mình mà thật ra Tâm cũng ngại, không dám chất vấn nhiều. cho nên để Tâm ráng về nhà tìm hiểu đó. Thì nhưng mà Tâm biết là cái nguồn nước này nó có đã giúp ích được Dù Ngọc, tức là Annie, rất là nhiều. Tại Tâm bạn tu cũng lâu năm rồi, Tâm biết những bệnh tật mà Dù Ngọc đang có và gia đình của Dù Ngọc mà đã được cải thiện nhờ cái nguồn nước. Cho nên Tâm nói là để Tâm sưu tầm tìm hiểu, và hình như là 4 đến 5 tháng sau Tâm mới quyết định mua cái máy để mà tự trải nghiệm. Thì trong quá trình tìm hiểu Tâm thấy lúc đầu á, thì mình thấy là khi mà mình chia sẻ vậy á, nhiều khi mình Google, mình biết mà information age, mình search cái gì nó ra đó à, đúng không? Thì mình search nào alkaline, nào là Kangen
scam này kia nó ra đủ thứ chuyện hết trơn, mình thấy nó rất là tiêu cực đúng không? Đó, nhưng mà mình không tìm đúng cái tên đó, thì khi mà Tâm tìm ra được cái tên như là electrolyze reduced water hay là ionized water đó, thì Tâm mới thấy là những cái tài liệu khoa y khoa rất là nhiều nói về nguồn nước này, và bắt đầu Tâm mới có hứng thú mà sưu tầm thêm và tìm hiểu thêm, và Tâm thấy wow, thật sự cái nước này nó trị bá bệnh thiệt. Đó, nhưng mà nhiều khi mình nói thì không ai tin, cho nên Tâm cũng phải ráng tìm hiểu để mà chia sẻ cho nó đúng và nó thật. Thì thật sự công ty như em biết đó là nó cũng không có cho mình quảng cáo những cái như tiếng Anh nó gọi là unsubstantiating health claims, không? Đó, tức là những cái claim mà không căn cứ. Đó, cho nên mình phải có căn cứ mình mới dám claim đúng không? Đó, cho nên là Tâm là tìm hiểu rất là sâu, và Tâm bây giờ là coi như là Tâm phục khẩu phục về cái nguồn nước này và chia sẻ cho mọi người. Dạ. Thật sự thì mấy anh em mình không có được phép nói là cái nguồn nước này nó trị bệnh. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì cái người mà chia sẻ cho mình đó, giống như hồi nãy anh nói đó, là chị Annie đã có kết quả rất là lớn. Thì đúng. Thật khi mình chưa có xài đó thì mình sẽ không có biết là cái nguồn nước này nó tốt hay nó xấu, nhưng mà qua cái đúng. Người bạn mình thì không có gì bằng bằng chứng hết đúng không anh? Thì cái bằng đúng, chứng sống của người bạn của mình thì khi mà trải nghiệm rồi á, thì anh em nghĩ là có thể là anh sẽ bước đầu anh tin chị Annie về cái bằng chứng đó trước, rồi sau đó anh tìm hiểu sâu hơn về những cái kỹ thuật bên trong như thế nào. Thì anh có thể chia sẻ với các anh chị là sau một cái thời gian tìm hiểu sâu như vậy đó thì anh sẽ thấy tiêu cực và những vấn đề tiêu cực về cái máy và những vấn đề tích cực của cái máy ở trên mạng, nó khắp nơi trên mạng luôn đúng không anh? Thì anh sẽ thấy là khi một thời gian tôi biết bây giờ anh đã thông suốt rất là nhiều rồi, anh có thể nào chia sẻ với các anh chị là sự khác nhau tại sao mà anh không chọn những cái máy khác hay là không chọn những công ty khác anh mua mà anh lại chọn cái nguồn nước Khanh Gình này, trong khi anh cũng có đọc những cái nguồn tiêu cực như vậy, thì cái nghiên cứu gì làm cho anh phải đắn đo và phải chọn cái nguồn nước Khanh Gình này vậy anh? Wow, thì Tâm tìm hiểu rất là sâu, và có nhiều cái mà Tâm thấy là rất là hay, và những cái công ty hay là thương hiệu khác, những máy khác nó không có. Thứ nhất là mình nói về công ty, thì công ty này là đứng đầu công nghệ rồi, đúng không? Thì người Nhật, cái ông Oshiro thì ông có công ty từ 1974, tức là hơn 45 năm nay. Đó, thì cái chuỗi dài của một công ty mà mình thấy nó vẫn còn mạnh như vậy thì mình biết là mình có thể an tâm khi mà mình chọn một công ty và sản phẩm của công ty. Thứ hai nữa đó là những cái chứng nhận, thì công ty này có rất nhiều chứng nhận mà những cái thương hiệu khác nó không có. Và ví dụ như chứng nhận ISO tức là International Standard Organization, chứng nhận quốc tế, thì nó là chứng nhận 9001, tức là về chất lượng của sản phẩm, không? Và sản phẩm họ nói là hiện giờ Tâm cũng đã thấy có những cái máy ở tôi có văn phòng đại diện đây, nó có những cái máy cũ á, mình thấy là nó có thể nó cái chiều cái độ bền của cái máy á, là từ 15 đến 25 năm, và công ty đã có trên 45 năm nay, cho nên trên thị trường cũng đã có cái máy nó đã có cái độ bền như vậy, không? Đó, cho nên mình thấy là cái sản phẩm rất là tốt. Thứ hai nữa là chứng nhận về 14001, tức là nói về thân thiện với môi trường, tức là những cái trong cái quá trình mà làm cái máy ra đó thì nó không có những cái chất thải ra những cái độc tố ra môi trường, ô nhiễm môi trường, không có khói độc thải ra môi trường, không? Tức là một cái almost like a green machine gì đó, không? Đó, thứ ba nữa đó là, xin lỗi có nhiều cái tôi không biết dịch tiếng Việt, tôi nói đại. Thứ ba nữa là nói về 13485, tức là cái chứng nhận của một dụng cụ y khoa. Thật ra ở Canada này mình có thể mua cái máy trên cái chương trình hỗ trợ của nhà nước về mà trả góp qua cái chương trình mua dụng cụ y khoa đó. Như là mua wheelchair hay là mua những cái thiết bị y khoa mà mình không có tiền đủ tiền mua đó, thì nhà nước có thể mình có thể trả tới 5 năm, trả góp 5 năm đó. Cho nên mình thấy là tất cả những chứng nhận này kia đều được công nhận quốc tế.
đó, thì chẳng những cái máy nó xài bền mà cái nguồn nước cũng được chứng nhận, là cái nguồn nước nó cũng được chứng nhận qua cái bên Mỹ thì nó có, bên đây thì không có, nhưng mà nó là WQA, tức là Water Quality Association đó, thì nó được chứng nhận cái nguồn nước cũng rất là tinh khiết, rất là tốt, mà đạt tiêu chuẩn để cho mình uống mình dùng. Nó thì tâm thấy sơ sơ những cái chứng nhận đó là tâm thấy là đủ thuyết phục cho tâm. Ngoài ra đó thì những cái khi mà mình mua máy á, mình muốn có một cái chỗ để mà mình nương tựa, để mà mình bảo trì, bảo quản hay là warranty, cho nên là tâm thấy là công ty nó có mặt trên thị trường trên 23 quốc gia, không là 38 văn phòng đại diện, và mình có thể đến văn phòng để mà mình, hay là mình gửi đồ đến, để gửi máy đến để mà để bảo trì bảo quản này kia, tâm thấy nó có sự an tâm ha. Rồi nói về công nghệ thì nó là vượt bậc. Tâm thấy là nếu mà so hết tất cả những công nghệ trong cái máy thì không có cái máy nào trên thị trường bằng hết trơn. Thư muốn tâm đi sâu vào những cái bộ phận trong máy, làm sao mà mình nói là cái máy này là nó vượt trội hơn tất cả những cái máy khác không? Thì tâm sẽ chia sẻ thêm. Nhưng mà trước khi mà nói qua cái phần kỹ thuật đó đó, thì bản thân của Thư không phải là một người kỹ sư, cũng không có am anh, thì Thư nghe là chứng nhận của cái hiệp hội này, chứng nhận của cái hiệp hội khác, thì anh bao lâu? Tại vì khi mà một cái hiệp hội nào đó đó, một cái cơ sở nào đó hoặc một cái department nào đó đó, họ làm, họ test cái nước của mình, thì không phải họ test cái nước của mình không, mà họ kiểm tra cả trăm cả ngàn cái máy của những công ty ở ngoài kia. Đúng. Họ mới bắt đầu quyết định là cái máy của mình là cái máy số 1, chứ không phải là họ kiểm tra một cái máy của mình không, đúng không anh? Đúng rồi. Họ kiểm tra như vậy á, cái sự nghiêm ngặt của cái sự kiểm tra đó như thế nào anh? Có nghĩa là họ kiểm tra một ngày là xong, hay là họ cần phải có thời gian rồi họ kiểm tra cái nguồn nước đó, là họ kiểm tra một cái sự liên tục, hay lâu lâu họ hứng lên họ kiểm tra? Anh có thể Cái này là một cái gold seal, cho nên là một cái chứng chỉ, thì nó có cái thời hạn của nó, thì như mỗi năm WQA nó xác định một lần đó, thì mỗi năm nó đều thử lại. À, thì cái theo tôi biết, nếu mà nói về nước uống á, thì nó qua cái standard NSF, NSF là National Standard Foundation á, thì NSF 61 là nói về cái theo cái quy trình của một cái chứng nhận đó. Thì NSF họ kiểm tra rất là kỹ không anh, hay đúng là rồi, họ kỹ sơ sài thôi anh, cái đó không phải kỹ lắm, tại nó có những cái guidelines mà mình phải follow, mình phải theo, không mà đúng thì nó mới guideline đúng không? Rất là ham học hỏi những cái phần đó. Cái này thì một cái standard của NSF 61 á, thì nó là một cái cuốn sách gần 400 trang. Cho nên là mình nói thì mình không có nói sâu, nhưng mà mình biết nếu mà có một cái seal đó vậy, thì mình biết là cái nước đó an toàn mà mình có thể dùng được, mà đã được công nhận qua cái guideline đó. Có nghĩa là cái guideline đó là theo một cái kiểm định, theo một cái quy trình nào tuyệt đối mà đúng, của cái department đó đưa ra, phải theo 400 đó, chứ không phải là chỉ xài thôi. Dạ không phải, đúng rồi. Thì nó rất là hay. Thì tâm có cái tài liệu này, nếu mà Thư muốn tâm có thể chia sẻ NSF 61. Thì thật ra cái chứng nhận này là qua cái chế độ lọc của cái máy này rất là đặc biệt và độc quyền. Thì nếu mà mình muốn nói thêm về những cái tại sao mà cái nguồn nước nó ra được tốt như vậy, thì tôi có thể chia sẻ thêm. Nếu mà Thư nghe thật sự nghe 400 trang là Thư thấy là Thư xài cái máy nước này, là thấy là coi như là mình đã lời rất là nhiều và mình rất là an tâm luôn. Tại vì 400 trang đó không hề đơn giản, mà anh mà làm trong những cái cơ quan đó là những người bình thường đi kiểm tra thôi, hay là những nhà phải thật sự là những nhà khoa học mới có thể vào làm được trong cái này là một cái tổ chức bất vụ lợi của nhà nước. Đó thì nó một hiệp hội đó, chứ không phải là một người hay là đấy đó, thì họ ra cái standard này á, thì thật ra là rất là công phu, và nó cái tiêu chuẩn nó rất là khắt khe.
Nếu mà mình được cái seal, seal này á, là mình an tâm. Ví dụ như nói cái nó cũng giống như ISO vậy đó. ISO là nói về công nghệ, còn còn WQA là nói về nước. Không? Thì nó hai cái nó khác nhưng mà nó cũng tương tự vậy, tức là một cái standard mình phải phải theo. Dạ, vậy thì mấy anh chị an tâm đi ha. Anh Tâm đã nghiên cứu rất là kỹ và qua một cái cuốn sách dày thì các anh chị đang sở hữu một cái báu vật ở trong nhà mà qua tay của sự kiểm định của những cái cơ quan kiểm định qua rất là nhiều cái khâu kiểm định chặt chẽ và nghiêm khắc như vậy mới ra được cái nguồn nước, mới chọn ra được cái nguồn nước nào tốt nhất trong hàng trăm hàng ngàn cái nguồn nước ngoài kia. Đó, anh Tâm không có thể nào nói chi tiết cho các anh chị từng trang một là cái gì mà họ kiểm ở trong đó. Thì nếu anh chị có nhu cầu, anh chị có thể liên lạc với anh Tâm thì anh Tâm sẽ đưa những cái kiến thức đó cho anh chị coi. Nhưng mà nhìn tổng quát lại thì anh chị đang có cái máy nước Kangen, anh chị hiểu được những cái điều này là anh chị biết là mình đang có một cái báu vật ở trong nhà, là anh chị chắc chắn là cái báu vật của mình là không hề, phải nói là cái giá trị của nó là không hề nhỏ chút xíu nào, và đánh bật tất cả những sản phẩm ngoài kia dù người ta có nói ngã nói nghiêng như thế nào, nhưng mà mình có bằng chứng cụ thể của cơ quan này giám định, của cơ quan khác giám định, chứ không phải chỉ có múa vỏ miệng thôi nghe các anh chị nha. Nên các anh chị hãy yên tâm và hãy giữ vững niềm tin là sản phẩm của công ty mình là số 1 và có bằng chứng đàng hoàng. Cảm ơn rất là nhiều. Thì anh có thể chia sẻ một chút xíu sơ sơ về cái kỹ thuật bên trong của cái máy cũng như là cái cục lọc của mình đặc biệt hơn so với những cái máy khác như thế nào không anh? Dạ, thì cái máy mình, cái máy thường thường mỗi cái máy điện giải nó có ba cái phần chính. Một là cái xử lý nước là cái phần lọc. Hai là cái tấm điện giải, những cái tấm điện giải và cái công nghệ của tấm điện giải. Và thứ ba là cái nguồn điện, tức là cái ổ điện đó, không? Để mà đưa điện vào để mà được điện giải đó. Thì ba cái phần này á, là người Nhật họ chế ra rất là hay và không có trên thị trường. Không có một cái thương hiệu nào mà sánh bằng được cái đó. Mình tưởng tượng như một cái xe Ferrari với lại cái xe Kia gì đó, phải không? Thật sự là nó như vậy đó. Nó một trời một vực. Nếu mà mình so sánh kỹ thì nó có những công thức mà mình đồng lường đo đếm được, chứ không phải là mình nói nó miệng. Thì nói về cái bộ lọc, thì cái lọc độc quyền của Nhật thì nó cũng theo cái standard của NSF 61 nãy tao nói ha. Thì nó kết hợp ba cái công nghệ. Cái là tầng trước nó lọc là hóa lọc, thì nó lọc calcium sulfate, nó dùng calcium sulfate để nó lấy ra chất chlorine, 99.9% chất clo trong nước. Thì các chị biết là chất clo rất độc hại cho cơ thể, phải không? Thì mình lấy ra được chất clo rồi, xong rồi nó qua cái chế độ than hoạt tính là cái tầng lọc thứ hai. Thì than hoạt tính thì nó lấy ra được những khử mùi, lấy ra diệt khuẩn, 99.9% diệt trùng diệt khuẩn microbes loại mình, rồi nó lấy được những kim loại nặng như là chì, thủy ngân kia nữa, rồi xong rồi nó khử mùi, rồi lọc cặn, lọc sình phèn này kia nữa. Đó thì khi mà nó lọc được hết những chất đó, nhưng mà nó giữ được, đặc biệt nó hay cái là nó giữ được khoáng, khoáng trong nước rất là quan trọng. Xin lỗi cho nó nguyên nước, khoáng trong nước rất là quan trọng. Coi như là cái máy lọc thông minh ở chỗ là biết cái nào giữ và cái nào bỏ, đúng không anh? Cái đó đúng. Mới là đúng. Dạ. Thì cái khoáng đó là cái mà làm cho để mà mình điện giải được. Đó. Thì thật sự những cái máy lọc nước ngoài thị trường 90% là dùng cái công nghệ reverse osmosis, tức là thẩm thấu ngược. Đó. Thì thẩm thấu ngược lọc hết cái khoáng ra. Thì bây giờ mà lọc ra hết cái khoáng đó, thì mình vô điện giải nó cũng không ra. Khoáng là cái chất mà dẫn điện trong nước, không? Nó có ion nó dẫn điện trong nước, mà mình không có khoáng thì cũng không dẫn điện nước, không làm ra được được những cái loại nước mà mình cái máy có thể làm ra. Đó, cho nên là cái lọc này rất rất là đặc biệt và không có có một không hai trên cái thị trường, độc quyền luôn. Anh có thể chia sẻ chút xíu về cái miếng điện giải của mình đó, tại sao mà có nhiều hãng nổ anh? Họ nổ là họ mấy miếng điện giải, nhưng mà đúng rồi, đúng rồi. Bởi vậy nhiều khi mình thấy họ quảng cáo ở ngoài rất là misleading, tức là rất là kiểu như mình không có thật á, không? Thì thứ nhất nói về tấm điện giải thì Tâm có xem qua những cái có vài tài liệu so sánh tất cả những cái máy trên thị trường, như là thị trường Mỹ, thì mình thấy là nước máy Kangen của mình
bất cứ là cái model nhỏ hay là model lớn, không là cái tấm điện giải, cái nó gọi là diện tích bề mặt của tấm điện giải đó, là nó lớn nhất trên thị trường. Mỗi tấm đó, nếu mình nói về mỗi tấm ha, thì nếu mà cho chính xác đó, là một tấm như vậy đó, là 89 cm vuông, còn thị trường chỉ có 53 cm vuông thôi, lớn nhất á. Nói về cái bề mặt thôi. Nó ảnh hưởng gì đến chất lượng nước vậy anh? Dạ, tại vì mình biết là nước qua tấm điện giải thì nó điện tích phân nó tách nước, không tách ion, nó restructure cái nước. Thì nước mà nó chạm vào tấm điện giải, điện là tấm điện giải nó qua cái điện, điện nó chạy qua tấm điện giải đúng không? Nước mà nó chạy qua như vậy thì nó được tách nước ra, thì cái lượng những cái chất mà không phải cái chất mà cái property đó, tức là cái tính chất của nước nó bị restructure khác, không? Đó, tức đương nhiên là cái kiềm tính khác nè, ORP khác, rồi cái vi phân tử nhỏ nó sẽ khác, ha. Đó thì nãy tôi nói là về tấm điện giải không á, thì tấm điện giải của mình á, là bằng titanium. Titanium này nó không phải mấy những cái tấm khác á, những cái công ty khác nó cũng nói là titanium. Nhưng mà titanium của mình á là 99.9% là medical grade titanium, tức là dùng cho dụng cụ y khoa. Như là thí dụ như mình bị gãy xương chậu này kia, rồi mình dùng cái thép titanium để mà mình ráp xương á, mình nẹp xương á, cái tấm điện giải đó, cho nên nó không bị rỉ sét và nó rất là solid đó, trên nó đặc, không? Còn ngoài thị trường á, thì nó có những cái tấm điện giải mà nó tiết kiệm tiền, cho nên nó làm mesh, tức là cái mảnh lưới vậy đó, không? Thì mảnh lưới á, nó không có tốt là tại vì là bị đóng khoáng, không? Thứ hai nó bị corrosion, thứ ba này là nó bị như là mà cái bị nóng này kia, nó sẽ bị cháy, nó bị có thể là bị đứt nữa, không? Đó, cho nên là cái mesh là không được rồi. Đó thì solid là tức là đặc, không? Tấm giải đặc mà titanium đặc. À, ngoài ra cái nó lớn hơn thị trường thì người ta nói nhiều khi mấy cái máy thị trường hiện giờ cái máy thị trường mà nhiều nhất là 12 tấm, không? Thì mình không có so sánh với cái super của mình 12 tấm thì không nói. Nhưng mà so với những cái bề mặt thì mình biết là cái 89 cm vuông là tấm giải của mình, thị trường chỉ có 53 tấm thôi. Nếu mà cộng cộng lại hết á, thì ở ngoài thị trường á, nếu mà cái máy mà nói là 5 tấm á thì bằng 3 tấm của mình. Đúng không? Đó, thì nói về cái bề mặt á, diện tích bề mặt thôi á, không? Đó, còn 12 tấm á, chỉ bằng 7 tấm thôi. Đối với của mình á, thì cái bề mặt của nó rất là quan trọng. Nhiều khi mình nói 12 tấm, 9 tấm, thật ra mình nghĩ là nếu mà lấy cái nước cũng giống như mình á, chỉ là 5 tấm là 7 tấm là mình lấy được nước y chang vậy, nó tới mười mấy tấm rồi. Tức là nó yếu quá nó mới cần nhiều, đúng không? Chứ đâu phải là nhiều tấm là tốt đâu, đúng không? Mình ít tấm mà cũng làm ra y chang nhiều nước mà còn tốt hơn nữa. Thấy không? Đó, thì nói về bề mặt của tấm điện giải á, là mình lại vượt trội rồi, không? Thì nếu mà anh chị nào có muốn tìm hiểu thêm á, thì Tâm có những cái hình Tâm thu thập được á, cũng rất là hay, nó so sánh những cái tấm điện giải. Ha. Phải mời anh rồi. Nữa rồi, tại vì quá hay. Anh, vậy là người ta nói là người người mua thì lầm chứ người bán đâu bao giờ lầm, phải không anh? Thì khi đúng mà rồi. Cái tấm điện giải mười mấy tấm như vậy thì Thương mới nhớ một cái câu là hả, của cái gì mà mắc á thì không có rẻ, mà cái gì rẻ thì không có tốt. Cho đúng nên rồi. Cái lại không biết là anh có nhớ hồi xưa bên Việt Nam không, mình có nhiều cô dâu á anh, là người ta đeo tiền á, thì những cái mà bằng vàng á họ thổi đúng lên rồi. To này, mà ở trong nó rỗng ở trong á, đúng rồi. Dạ. Cái vàng của mình nhỏ xíu nhưng mà nó lại đặc hơn cái vàng mà thổi lên đúng đó. Rồi, đúng rồi. Dạ. Những cái vàng mà đeo mà nó thổi phồng ở trong nó rỗng là như vậy đó, tôi tưởng tượng những em nói vậy đó. Thì anh cũng tưởng tượng, anh có liên tưởng đến cái chuyện mà vàng thì nói máy tôi cũng làm bằng vàng, nhưng mà vàng 18, vàng vàng 10 carat, phải không? Vàng 14 hay là vàng 24, cái chuyện đó là khác, đúng không? Đâu có ai nói. Còn vàng mình nó là vàng 24, phải không? Tức là pure nguyên chất, ha. Đó thì dạ đúng rồi. Tại vì cái là bạch kim á cũng không có phải là nhiều anh chị biết, nhưng mà bạch kim thì hình như là bạch kim là đem ra ngoài có phải là một trong những cái nguyên liệu để làm cho tàu vũ trụ không anh? Dạ, bạch kim á, thì nó là cái kim loại tốt nhất mà nó bền nhất. Mà tại sao nó dùng bạch kim là tại vì nó dẫn điện rất là tốt.
Chẳng những vậy mà nó không có bị mất nhiệt. Tức là anh biết điện mà khi mà nó chạy qua điện thì nó chạy qua kim loại đúng không? Kim loại nó dẫn điện. Nhưng mà cái điện của mình hiện giờ mình đang xài nó dùng copper đúng không? Copper là cái dây đồng đúng không? Nó dẫn điện. Thì khi dẫn điện như vậy lâu lâu mình thấy cái copper nó cũng bị cháy. Điện nó mạnh quá thì kia nó bị cháy đúng không? Đó thì những cái tấm điện giải cũng vậy đó. Nếu mà cái kim loại mà nó không có tốt thì kia nó bị scorch, tiếng Anh gọi scorch là nó bị cháy. Thì cái tấm điện giải cái phần cháy đó đó là nó mất cái tính chất dẫn điện rồi đúng không? Thì khi mà mình mở ra mình thấy tất cả những cái máy ngoài thị trường á, thì ngoài cái chuyện là đóng đóng khoáng này kia được nhiều quá là không, là mình cái chuyện vệ sinh trong đó thêm về cái công nghệ vệ sinh của máy của mình ha. Nhưng mà mình nói về cái chất lượng của cái tấm điện giải á, thì mình thấy là lâu ngày nó sẽ bị nó bị cháy ha, nó bị scorch. Thì tại vì kim loại nó dởm giống vậy đó, đúng không? Kim loại dởm với nó dẫn hít, không? Thì nó tạo nhiệt, đúng không? Điện nó qua nó chạy qua nó tạo nhiệt, thì tạo nhiệt như vậy thì khi nó bị cháy. Anh Tâm, nghe anh chia sẻ như vậy, bây giờ có ai mà tặng Thư cái máy của hãng khác free, Thư cũng không dám nhận. Không đâu. Còn cái nữa. Tại vì Thư nghĩ cái đó là nhiều khi mình không bỏ tiền, chứ còn mình bỏ tiền đó gọi là tiền mất tật mang, phải không anh? Đúng rồi. Còn cái nữa là em thấy rất là hay. Cái là nãy em nói cái chế độ tự tự vệ sinh đó, không? Thì cái máy có nhiều máy trên thị trường, không có cần e-clean này kia, tự nó clean hết, đúng không? Máy mình cũng có tự clean, nhưng mà tự clean đó là nó đổi cái cực âm hoặc cực dương của cái tấm điện giải để nó nhả khoáng ra thôi, đúng không? Dùng điện để mà nhả khoáng ra, tại vì em biết hai cái cực là một cái dương cái âm thì nó hít khoáng vô, đúng không? Đó thì mình đổi cực thì mình nó đẩy khoáng ra. Đó, thì máy mình hoặc máy thị trường đều có cái chế độ tự clean và self clean. Nhưng mà tự clean đó nó không đủ. Tại sao? Tại vì nước mà ở trong đó lâu ngày nó sẽ đóng mốc, tức là mô đó, đóng mốc đóng meo á, vô. Đó thì cái ống nè, vô, rồi trong cái những cái tấm điện giải, cái tấm điện giải sạch nhưng mà cái ống nó lại dơ, vô. Rồi á thì ở dưới lại cái compartment là cái đồ để mà dựng cái tấm điện giải đều nó giống đóng mốc đóng men ghê lắm, đóng meo vậy lắm đó. Mà mình nếu mà mình rửa đó, khi mà mình e-clean đó, mình dùng chất citric acid, không, thì nó rửa ra được những chất đó, không, nó rửa từ cái ống mà nó rửa ra luôn, cho nên máy mình động sạch. Còn mà mình cứ dựa vào cái chế độ tự clean đó, thì nó chỉ clean cái tấm điện giải thôi, nó rửa khoáng thôi, chứ còn mốc meo trong cái ống này kia không giờ rửa được, nước cũng chảy vô thì phải có rong rêu, phải có mốc meo trong đó, đúng không? Bởi vậy cái kỹ thuật là cái mà ăn tiền, phải không anh? Dạ, đúng rồi, cái thực là ăn tiền. Thì mình có cái vấn đề mà e-clean dùng citric acid đó, thì rất là hay đó. Thì mình rửa được, mình tiêu được cái vấn đề mà mốc meo rong rêu rồi nó bám trong đó, không? Dạ, mình cái máy khác mình không biết, cái lâu ngày nó đóng mốc đóng meo trong đó rồi tâm có nhìn mấy tấm hình nó sợ lắm đó. Mà mình nghĩ là mình mua cái nước vậy có sức khỏe như em nói, tiền mất tật mang là vậy, không? Dạ. Anh rất là nhiều. Thưa có nghe về cái câu chuyện của anh đó là có một vài anh chị ở nước Mỹ nè cũng đang phân vân và không biết có nên mua cái máy nước Kangen để cho có sức khỏe gia đình tốt và có cơ hội kinh doanh tuyệt vời hay không. Nhưng mà không những là anh đã có thị trường ở Mỹ ha, thị trường ở những cái tiểu bang ở những cái quốc gia khác trên thế giới, và anh có thị trường Việt Nam, thì cái điều đó là tôi rất là bất ngờ. Tại vì một cái số tiền mà để đi về Việt Nam, một cái số tiền để mua một cái máy thì không phải ở Mỹ, ở Canada, ở châu Âu thì nó rẻ, nhưng mà về Việt Nam thì không hề rẻ. Nhưng mà tại sao cái người Việt Nam lại quan tâm tới sức khỏe nhiều đến như vậy, mà trong khi đó họ không có chần chừ để mà họ đón nhận cái nguồn nước này, trong khi đó là những người ở người nước ngoài lại giống như là lại chần chừ suy nghĩ trong vấn đề mà thay đổi nguồn nước vậy anh? Dạ, thì câu hỏi rất là hay, thì Tâm cũng đã từng hỏi qua. Hồi xưa lần đầu tiên Tâm đánh thị trường Việt Nam, Tâm về Việt Nam thì trong lòng mình thật ra nghĩ là đi chơi thôi, chứ thật ra là không có ai mua đâu. Mà mắc quá, mình khi mà mình làm cái presentation và Tâm làm, Tâm với Annie chia sẻ ở một cái hội trường hơn 400 người, ở một cái hội trường mà về triển lãm sức khỏe đó ở Cần Thơ, không, triển lãm sức khỏe Cần Thơ, thì mình làm cái demo ai cũng thích, ai này kia nọ. Mà bắt đầu họ hỏi giá tiền thì mình không dám nói. Mình thấy ngại đó.
Đó, thì nhưng mà thật ra đó mình thấy là ở Việt Nam cũng rất nhiều người có tiền. Thứ hai nữa là cái vấn đề sức khỏe đó Việt Nam rất là quan tâm. Nhất là môi trường ô nhiễm rồi thức ăn thì chế biến đủ chuyện là hóa chất tùm lum phải không? Đó, rồi dịch trái cây nào là dịch trái cây thực phẩm thực dược này kia toàn là chế biến bằng hóa chất được không? Không, cho nên ai cũng sợ ai cũng lo. Nguồn nước thì lại là độc tố nhiều, không ô nhiễm nhiều, những cái nhà máy xí nghiệp họ thải ra những cái chất độc rất là nhiều. Đó, cho nên mình thấy là hồi xưa mình nói ở Cần Thơ đó, là xưa tâm ở nhà quê cho nên thích tắm sông này kia, tôi nói chà sông rồi tắm đã thôi, bây giờ không ai dám tắm, tắm lên là ngứa không, mà lỡ mà tắm mà ngọt ngọt mà uống miếng nước vô trong đó là bệnh. Đó, chính chính người ta còn người người dân bản xứ không dám tắm sông. Thì mình thấy là cái môi trường ở Việt Nam á, là có cái máy này á, như là một cái bảo hiểm sức khỏe cho gia đình và họ, cho nên có nhiều người mình biết là không có khả năng nhưng mà cũng phải mượn tiền mua. Thứ hai nữa là chương trình bây giờ anh em này kia rồi trong nhóm Tâm cũng có chương trình trả góp. Đó, thì cũng cũng đỡ phần nào cho những người Việt Nam họ mua máy, và đây cũng là cái cơ hội kinh doanh, cho nên họ khi mà họ kinh doanh thì họ giới thiệu rồi này kia, họ cũng bớt lại cái tiền hoa hồng và có một cái tài chính thêm nữa, thì nó càng ngày tham thấy nó càng dễ hơn, so thật ra dễ hơn thị trường bên này nữa. Tại bên này á, họ ý là môi trường tốt, sức khỏe tốt, gì cũng tốt, cho nên thôi vậy, có cái nền y tế cũng tốt, cho nên họ cứ không có nghĩ là họ cần không, nhưng mà mình đâu có biết trong trong người mình có những mầm bệnh gì đúng không, thì khi mình chờ đến mà khi mà bác sĩ nói thôi tôi cho anh tin buồn anh còn 6 tháng nữa là thôi là xong rồi đúng không. Đó, cho nên là mình ngày xưa mình nói phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không, thì mình không có bệnh, Tâm thật ra Tâm cũng không có bệnh, nhưng mà khi mà Tâm mua máy thì Tâm thấy là nó cũng cải thiện sức khỏe rất là nhiều, nhất là nói về allergy thì Tâm bây giờ hết allergy, cả nhà Tâm không bị allergy đó, thì bây giờ là mùa xuân đó, là thường thường là phấn hoa này kia, ở bên Canada mà sức sống nó nổi dậy, mùa đông thì ăn cây cỏ nó ngủ hết đúng không, cái mùa xuân là nó nở hoa đầy hết trơn ấy, cho nên là dễ bị allergy lắm không, mà suffering. Nhưng mà con cái là năm nay 2 năm nay là không uống viên thuốc dị ứng nào hết. Tôi thấy là sức khỏe mình cải thiện rất là nhiều, có năng lượng có này kia, là thì cái đó thì mỗi cơ địa mỗi người mỗi khác, thì họ sẽ cảm nhận cái sự cải thiện sức khỏe nó khác nhau không. Thì nãy giờ tôi nói vòng vòng không biết nói tới đâu rồi, nhưng mà nói về cái công nghệ điện giải á, thì mình thứ nhất là tóm tóm lại là cái tấm điện giải mình đó là những cái chất lượng của tấm điện giải là làm bằng titan 99% đặc vô, và có coated với lại nó giúp với lại titanium tức là vàng trắng không, đó thì nó xài rất là bền rất là lâu. Thứ hai nữa là mình có cái chế độ vệ sinh máy tự động và mình e-clean, cho nên là cái máy lúc nào cũng sạch và bảo đảm cái chất lượng của nước không có bị tiền mất tật mang đúng không? Nhưng mình tính ra trong 15 năm mà EPA là cái hội mà nói về môi trường á, thì họ đã chiết tính á, thì mình thấy là nếu mình tính tổng cộng là hết cái tiền nước, tiền điện, tiền lọc phải không, tiền bảo trì tổng cộng lại thì chỉ có 0,02 cent một gallon thôi. Mình thấy là rất rất là rẻ không, so với những cái nước chai nước bình mình đinh từ ngoài mà chợ đem về không, plastic này kia đó, cho nên mình thấy là cái đầu tư của cái máy này là không có xài không mất một đồng nào mà còn lợi hơn nữa. Làm trong ngành y giống như anh vậy đó, thì luôn muốn làm có một cái sự xác thực, một cái sự chứng nhận nào đó, thì không có gì mà quý bằng cái sự chứng nhận, bằng cái trải nghiệm của mình. Thì tôi nghĩ Đúng có rồi. cho cái sự trải nghiệm của anh đó, anh tin tưởng vào cái sự trải nghiệm là anh có kết quả, nên là anh Đúng mới rồi. đi lấy cái uy tín của mình ra để mà mình chia sẻ cái nguồn nước này, giúp cho những người xung quanh của mình thay đổi. Còn nếu mà mình Đúng không rồi. trải nghiệm thì chắc chắn anh cũng không có dám nói, đúng không? Không Mình dám, đúng rồi. và đặc biệt luôn đem về thị trường Việt Nam nữa. Thì các Dạ. anh chị nghe anh Tâm chia sẻ không,
thì các anh chị biết là mình cứ nghĩ là Việt Nam là thật sự khó khăn, chứ thật sự nhiều khi bên Việt Nam các anh chị một ngày họ có thể đi ăn mấy trăm đô đó các anh chị. Bây giờ bên Việt Nam là họ xài tiền rất là nhiều, mà không phải có nghĩa là người ai cũng sợ chết đó các anh chị. Cho nên là nếu mà mình chia sẻ đúng, giống như anh Tâm á, chia sẻ một cách đúng và mình chân tình á, mình có những cái trải nghiệm riêng của mình, thì tôi nghĩ là ai cũng sẽ quan tâm tới cái máy này thôi. Còn các anh chị ở nước ngoài ha, ở Mỹ, Canada hay là Úc Châu hay là những cái nước khác, thì các anh chị có thể, tại vì tôi thấy ai cũng có người thân ở Việt Nam mình hết, đa số là như vậy. Nếu anh chị thương người thân của mình ha, quý sức khỏe của người thân của mình, thì thay vì mình gửi tiền về mình cho, thì mình cho về một cái món quà về sức khỏe, mà anh chị có thể cho cái người đó một cái ID luôn để làm việc. Nghĩa là từ ở bên đây mình có thể tặng cho người thân của mình. Thì xưa giờ mình cho tiền, bây giờ mình cho đổi là mình cho sức khỏe, để các anh chị mà người ta có ID, người ta có thể có tiền được, thì các anh chị cũng đỡ nặng gánh mà phải lo gửi tiền về liên tục cho người Việt Nam. Không biết là không có để ý là bên Việt Nam bây giờ là Việt Nam là một trong top 10 của những nước bị ung thư cao nhất thế giới. Thì tôi thấy báo là từ 87.000 cho tới 100.000 người mỗi năm mắc bệnh ung thư. Nói về nước thôi, chưa nói về thực phẩm. Dạ. Thì cho nên là cái nguồn nước này các anh chị giúp cho người thân của mình, thì các anh chị đang làm một cái điều gì đó mà nó cao cả hơn cho tiền của các anh chị nha. Mời anh chia sẻ là khi mà anh giúp được cho những người Việt Nam có nguồn nước thì cảm nhận của anh như thế nào, và bây giờ thì anh đang tiếp tục làm cái điều gì, và anh có thể chia sẻ chút xíu trước khi mình đóng cái kho này là không anh? Thì Tâm cũng tiếp tục chia sẻ thôi. Thì một cái rất là hay là mình có thể phân phối và kinh doanh trên 174 quốc gia trên thế giới. Thì Việt Nam mình cái thời mà vượt biên thì mình tán lạc rất là nhiều, không nước nào cũng có người Việt Nam hết trơn, không đó, và bài Việt Nam mình là cũng giữ liên lạc được nhiều, cho nên mình có thể mình kết nối rất là nhiều, như là những cái mạng xã hội như kia đó. Thì hồi xưa Tâm qua đây, Tâm qua Mỹ là cũng gần 40 năm nay rồi. Tâm cũng không biết, không quen ai Việt Nam, bây giờ không còn cái ký ức gì ở Việt Nam nữa. Nhưng mà khi mà Tâm về thì nhiên thành một cái gia đình bên đó, còn ai cũng tiếp nở, tiếp đón mình, và họ thật sự họ cảm ơn mình rất là nhiều là đem cái nguồn nước đến cho họ. Mình thấy mình rất là vui. Và ngoài ra Tâm cũng thường làm từ thiện, thì Tâm cũng cho mấy cái máy ở Việt Nam cho chùa, cho những cái chỗ mà mình nghĩ là người ta có thể sử dụng được và dùng để mà những người mà không có khả năng á. Thì Tâm thấy công việc này rất là có ý nghĩa, và Tâm sẽ tiếp tục chia sẻ và đúng, và mong là mọi người có duyên với mình để mà mình có thể cho họ cái nguồn nước tốt cho gia đình và sức khỏe cho mọi người. Thì Tâm thấy nó có ý nghĩa, nó quý. Thì tiền bạc thì ai cũng mong muốn, nhưng mà đối với Tâm thì tiền bạc cũng Tâm làm này không phải là tiền bạc. Không, nhưng mà tiền thì thật sự có, và nó cũng có rất là bất ngờ, và Tâm cũng không có nghĩ đến. Nhưng mà cũng mong mỏi như vậy. Ngoài cái sự mong mỏi của Tâm, nhưng mà cái quan trọng là Tâm muốn chia sẻ cái nguồn nước này cho tất cả mọi người, chẳng những cộng đồng Việt Nam và những người ở bên này, những người Tây phương ở đây họ cũng cần. Thì hiện giờ cái thị trường rất là lớn, ít có ai biết đến, như thì có 2% những người ở thị trường mà biết được cái nguồn nước và có sở hữu cái máy thì thôi, cho nên cái trường còn rộng. Và mình cũng rất là may mắn là mình đã sở hữu cái máy, mình có thể chia sẻ được đến mọi người. Mình thấy rất là quý. Dạ. Thư sao? Dạ. Cảm ơn anh Tâm rất là nhiều chia sẻ. Rồi nãy giờ Thư lấy được những kiến thức từ anh, thì Thư cũng cảm ơn anh bỏ thời gian ra cho Thư ngày hôm nay để mà chia sẻ những cái kiến thức từ cái nguồn nước này. Cũng như là những cái chia sẻ về những cái thị trường ở bên Việt Nam của anh, thì cho tôi một chút xíu nha, một giây. Ok. Ở trên kho đó có một cô tên là Xuân Đường ở Cần Thơ, thì cô muốn gửi lời cảm ơn anh Tâm đã chia sẻ cái nguồn nước tuyệt vời này đến gia đình của cô. Thì tôi không biết kết quả như thế nào đến với gia đình của cô, nhưng mà cô rất là biết ơn anh ha. Thì thưa quý vị, dạ cảm ơn anh rất là nhiều nha. Rồi dạ. chúc anh một ngày thật là an lành, và chúc anh có nhiều sức khỏe để mà
có thể đi chia sẻ cái nguồn nước này để giúp cho hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người khắp thế giới cùng với đội nhóm Kangen của người Việt Nam mình là một gì đó có ý nghĩa và nhân văn. Cảm ơn anh rất là nhiều và hẹn gặp anh một lần khác. Thank you các anh chị đang lắng nghe nha, và hẹn lại gặp lại các anh chị một lần khác nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn Thư, cảm ơn anh Jonathan, cảm ơn mọi người, chúc mọi người mùa an lạc ha. Yeah. Bye bye.